Phải nói là Zuka rất rất ư là cảm ơn tất cả quý vị. Tại vì năm nào cũng vậy, mỗi lần Zuka tổ chức là quý vị đều đến rất là đúng giờ. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng bắt đầu chương trình thường thường là đúng ngay chắc hoặc là sớm một vài phút. Bây giờ chúng ta còn 7 phút nữa mới bắt đầu chương trình. Thì xin mời quý vị nào mà chưa có chỗ ngồi, xin quý vị vào chỗ ngồi hết đi để đúng giờ là chúng ta bắt đầu. Quý vị nào còn đứng xin vào chỗ ngồi. Và xin tất cả quý vị trở về vị trí để chúng ta chuẩn bị chương trình. Nha, chuẩn bị nha. Bây giờ bên tay phải của tôi nè, ai nhìn lên đây nhìn ha. Bây giờ thử mình hò bên nào đi, là thử nha. Nhìn về nước Việt ơi, hai ba. Nhìn về nước Việt ai ơi. Ai hò lên dân mình khốn khổ. Ai lớn lên lớn. Còn cầm quyền thì nhẫn nhơ. Hò la, lắng tai nghe tiếng tai anh hò lớn. Rồi bên này hò. Tình nhau tình chứng đấu tranh. A đi hò lớn cho Việt Nam có. A đi hò lớn tự do nhân quyền. Hò la, lắng tai nghe tiếng tai anh hò lớn. Và toàn thể đoàn Zuka Nam Cali xin kính chào quý vị. Nhưng năm nào chúng tôi cũng có thêm nhiều người khách mới lần đầu tiên đến với Zuka. Cũng có người hỏi Zuka là gì? Không biết Zuka là gì nhưng mà đến để tìm hiểu. Thành ra chúng tôi cũng xin thật là ngắn gọn để giới thiệu một chút xíu về phong trào Zuka Việt Nam. Phong trào Zuka Việt Nam đã được thành lập hơn nửa thế kỷ rồi. Tức là khoảng chừng năm 1965-66. Thì khi mà nước Việt Nam đang ở trong cái thời kỳ rất là nhiễu nhương, vừa chiến tranh, vừa thiên tai, vừa nạn lụt, thì biết bao nhiêu là thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường để làm những công tác xã hội để phục vụ cộng đồng. Thì trên con đường đi phục vụ đó, các anh chị đã mang tiếng hát của mình, không những là để xoa dịu vết thương của những người cùng khổ, mà còn để khuyến khích chính mình hăng hái hơn trên con đường công tác. Thì đó là Zuka Việt Nam. Sau hơn 50 năm, Zuka cũng tản mát khắp nơi trên thế giới. Và Zuka ở Nam Cali đã sống lại với một cái nhiệm vụ mới,
chúng ta ở đây thì không có được những cái cơ hội để mà đi khắp nẻo đường đất nước để mà làm công tác xã hội như là anh chị em ngày xưa. Nhưng Zuka Sài Gòn, Zuka Nam Cali luôn luôn nhủ nhau rằng chúng ta vẫn có thể dùng tiếng hát của mình, dùng cái tinh thần của mình để kêu gọi mọi người xung quanh hãy cùng nhau luôn luôn hướng về Tổ quốc, nhớ mình là người Việt Nam, yêu nước Việt Nam và làm một điều gì đó thật cụ thể cho đất nước Việt Nam của mình. Và thưa quý vị, điều cụ thể đó là gì? Thì chúng ta sau cái buổi hát ngày hôm nay, trước khi đi về, chúng ta sẽ cùng nhắn nhủ với nhau cái điều cụ thể đó chúng ta nên làm cho đất nước ngày hôm nay là gì? Thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy 30 tháng 4 năm 1975 tới đến nay vừa tròn 43 năm. 43 năm trôi qua, chúng ta ra đi và những người ở lại trong nước mang nặng những sự tủi hờn, nhục nhằn, và chúng ta vẫn mong ước. Mỗi người chúng ta có một mơ ước riêng, nhưng mà chắc chắn có một điểm chung là mong sao cho đất nước, quê hương mình, những người dân của mình được tự do và nhân quyền. Nhưng tôi tin rằng ngày hôm nay đến với chương trình Zuka, chúng ta không những tưởng niệm thương tiếc và chúng ta còn gửi gắm những tình cảm của chúng ta để đồng hành với những người dân Việt Nam của chúng ta đang vùng lên đòi lại những gì thuộc về họ. Chính vì điều đó, ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau chương trình Trả Lại Cho Dân. Và xin mời quý vị cùng nhìn lên màn ảnh và cùng hát với chúng tôi bài này thật to thật mạnh, hát làm sao để mà ai nghe cũng phải trả nghe cho chúng ta. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được trong chân lý tự do, quyền xóa bỏ đồng tài đồng tô. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi mà Việt Khang đã tới Mỹ, thì chúng ta biết được bài này chính là một tác phẩm của Việt Khang. Và thưa quý vị, một cái điều mà chúng ta rất là phấn chấn là những người dân ở Việt Nam bây giờ tuy là gông cùm, tuy là bị kềm kẹp, nhưng họ đã bắt đầu vùng lên. Bài hát kế chúng tôi muốn hát, muốn mời quý vị cùng nghe là một bài hát cũng được sáng tác bởi một người ở trong nước, cũng với
cái tiếng nói là đòi lại tự do, đòi lại nhân quyền và lên án chế độ. Chúng tôi xin quý vị cùng chúng tôi hát nhạc phẩm Nhìn Về Bận Nước của Trần Huân. Trần Huân là ca trưởng du ca Việt Nam Sài Gòn. Sao chúng tôi chỉ biết cam tâm lòng đầy u hoài, ngày từng ngày trào dâng đau thương thấp hèn nhìn về bất ngờ. Sao chúng tôi chỉ biết cam rằng lòng đầy căm phẫn, để nó sống đâm bóng mất đi thì còn nghĩa chi. Hãy nghe chúng tôi cất tiếng nói của người công dân, cứu đất nước thoát khỏi cuộc lầm than tương lai dân tộc không những vô gần đây. Còn cầm quyền phương Bắc cứ mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một lớn, và mỗi ngày càng thể hiện rõ cái mưu đồ của họ. Mà cái mưu đồ đó không phải là mới đây, phải không ạ? Từ ngàn ngàn năm trước rồi. À, trong giây phút lắng động này, chúng ta hãy trở về lại quê hương trên một con thuyền bền bồng như cuộc đời của chúng ta, của những thuyền nhân vượt biển. Chúng ta hãy nghe một thế hệ thứ nhì của du ca sẽ hát cho chúng ta nghe ca khúc Thuyền Viễn Xứ của Phạm Duy với tiếng hát Mê Linh. Xin chào quý vị. Chiều nay sương khói lên khơi,
Quý vị có nhớ không? Lúc đó mình nghĩ là còn đang đóng cửa, còn đang cấm vận, không biết bao giờ mình mới được trở về đất nước, không biết bao giờ mình mới gặp lại được người thân thương của mình. Thì lúc đó cái giấc mơ chung của tất cả mọi người là mơ được gặp lại người thân của mình, mơ được trở về một ngày đi lại con đường cũ, mơ được sống trên một nước, đất nước Việt Nam thật là hòa bình, thật là êm ấm. Thưa quý vị, bài hát kế tới sẽ nhắc nhở chúng ta cái giấc mơ đó. Và tôi nghĩ rằng cho tới ngày hôm nay có lẽ cũng vẫn là giấc mơ của tất cả những người. Bởi vì cho dù chúng ta đã từng đi về Việt Nam, chúng ta đã từng được trở lại quê hương, nhưng đó chưa phải là quê hương của mình. Đó vẫn là một cái gì thật là xa lạ. Và chúng ta vẫn mong một ngày nào đó quê hương Việt Nam sẽ là một quê hương Việt Nam tự do, hạnh phúc, dân chủ. Thưa quý vị, bài hát kế tới sẽ được trình bày bởi nhóm Sóng Xanh, nhạc phẩm Anh hay là Em hay là Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Con thù trên con đường non, sao cơn mưa chiều hay
Chúng tôi là Việt Trường, Việt Hải, Đỗ Quyên, Đan Tâm và Lily. Và chúng tôi là nhóm Sống Xanh. Kính thưa quý vị, nhóm Sống Xanh rất hân hạnh được góp phần trong chương trình Du Ca hôm nay. Và sau đây, Sống Xanh xin hát bài ca tuổi trẻ của nhạc sĩ Phan Vân Hương. Xin mời quý vị thưởng thức. Và thưa quý vị, bây giờ thì để Thiên Hương phỏng vấn em đứng bên cạnh mình nha. Bây giờ em nói cho quý vị biết em tên gì. Dạ thưa cô, con tên là Anthony Nguyễn. Năm nay Anthony mấy tuổi nè? Dạ thưa cô, năm nay con là 10 tuổi. Rồi nếu có ai hỏi Anthony nha, nếu có ai hỏi Anthony con là người gì thì con sẽ trả lời như thế nào? Dạ thưa cô, nếu người ta hỏi con là người gì thì con sẽ lặp lại là con là người Việt Nam. Kính thưa quý vị, bài nhạc phẩm mà Anthony hát cho chúng ta nghe là bài Nếu Có Ai Hỏi Em của nhạc sĩ Lê Văn Khoa.